cái cây này. Cây này gọi là cây sen thơm hay còn gọi là nhất mặt hương. Thì mình trồng cũng được rất là lâu rồi. Thì cây nó phát triển rất là cứng cáp và khỏe mạnh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chăm sóc cái cây sen thơm này. Đầu tiên là nói về giá thể trồng cái cây sen thơm này. Thì cái cây này nó rất là dễ trồng và dễ sống. Nó cũng không cầu kỳ về đất trồng. Bạn có thể mua đất chi bát ở ngoài cửa hàng cũng được, hoặc tự trộn đất. Hoặc không thì các bạn có thể dùng cái loại đất chuyên trồng cho sen đá xương rồng. Đây, bạn có thể mua cái loại đất Namix chuyên để trồng sen đá xương rồng này. Mua trên Shopee, nếu như các bạn mà không tìm mua được thì có thể lên Shopee đặt. Giá của cái bao đất này là khoảng 45.000 đồng một bao, một cân. Thì cái cây sen thơm này nó cũng thuộc cái cây họ nhà sen đá. Nó cũng kiểu như là không cần nhiều nước và chịu hạn khá là tốt. Nó còn gọi là cái cây sen đá lá thơm. Cho nên các bạn có thể dùng cái đất dùng cho sen đá là được. Đấy là về đất. Tiếp theo là về ánh sáng. Về ánh sáng thì mình khuyên các bạn là nên đặt cây hoàn toàn ra ngoài môi trường có ánh nắng mặt trời. Các bạn đừng có để trong bóng râm hoặc là để trong nhà. Để trong nhà rất là khó sống và cây nó rất là yếu ớt. Lá nó không được chắc khỏe như thế này đâu. Đây, mình cho các bạn xem cái cây sen thơm mà mình để phun nắng hoàn toàn ở ngoài môi trường, mặc nắng mưa đấy, thì cây của nó rất là cứng cáp, rất là khỏe mạnh, lá nó xếp đều đặn như này này. Các bạn để phun nắng như này này, để ra ngoài trời mặc kệ nắng mưa, thì cây nó sẽ được như thế này. Nó phát triển rất là tốt và nó rất là cứng cáp, khỏe mạnh. Đó là về ánh sáng. Tiếp theo là về dinh dưỡng cho cái cây này. Về dinh dưỡng thì cái cây này cũng thuộc cái họ nhà sen đá cho nên không cần nhiều dinh dưỡng đâu. Các bạn lúc mà trộn đất ý, thì các bạn cho thêm trộn lẫn với một ít phân bò hoặc là phân gì đấy, phân hữu cơ, phân chuồng quế hoặc là một ít phân NPK, phân hóa học đều được. Mà thực ra thì cũng chẳng cần phải bón phân thì mình cũng thấy là cây nó cũng phát triển rất là tốt, nó không cần nhiều dinh dưỡng đâu. Thế thì các bạn cứ khoảng một tháng thì các bạn bổ sung cho cây khoảng một lần phân, có gì phân gì thì các bạn xài phân đó. Có phân mình thì hay bón cho nó phân bò, hoặc là thi thoảng thì mình bón, mình nấu cơm ấy thì mình lấy cái nước kho gạo ấy mình tưới cho nó, thế là nó sẽ phát triển rất là tốt như thế này. Tiếp theo là về nước. Về nước thì cái cây này cũng giống như sen đá thôi, nó không cần nhiều nước, nó chịu hạn khá là tốt. Các bạn nếu như để ngoài nắng mưa ấy thì nhiều khi cũng chẳng cần phải tưới nước đâu, nắng rồi mưa nó sẽ tự tưới cho cây. Còn không thì những hôm mà không có mưa thì các bạn có thể tưới cho cây khoảng 2-3 ngày tưới một lần. Nó chịu hạn khá là tốt cho nên nó sẽ không chết đâu. Nếu mà đất thiếu nước nó cũng không thể chết ngay được. Mình thì cứ vài ngày tưới cho cây một lần, có khi cả tuần tưới cho cây một lần. Hoặc có những lúc bận quá thì cứ kệ nó, kệ nắng mưa thì nó cũng vẫn sống rất là tốt. Còn về nhân giống, cái cây này thì nhân giống rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Có hai cách. Một là các bạn có thể dâm cành và cắm xuống đất. Ví dụ như đây nha, mình sẽ cắt một cái cành như thế này. Đó, mình cắt bớt những cái lá ở dưới đi như thế này. Đó, cắt bớt đi, xong rồi mình cắm xuống đất là được.
mình sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm xuống đất cái chậu mà nhân giống cây sen thơm ý. Các bạn chú ý là phải có lỗ thoát nước nhé. Đây mình có một cái chậu sứ nhỏ nhỏ xinh như thế này, đất mình trồng mình lấy luôn cái đất cho sen lá xương rồng. Cái đất này nó rất là tơi xốp và nó cũng có luôn dinh dưỡng rồi, cho nên các bạn mua về chỉ việc trồng thôi. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc cắm xuống như thế này này, đó đó các bạn cắm xuống như thế này. Để chỗ mát có hai cách nhân giống, một là dâm cành xuống đất và một cái là cắm cành xuống nước. Sau khoảng một tuần đến một tuần rưỡi thì chúng sẽ ra rễ. Sau khi mà ra rễ rồi thì các bạn hãy chăm sóc cây như là mình hướng dẫn để có được một cái chậu cây mà nó to và nó đầy sức sống như thế này, chắc khỏe như thế này. Các bạn nhớ là điều quan trọng là để cây ở ngoài nắng, ngoài sáng, ngoài môi trường. Cây này thì nó không có sâu. Mùi của nó rất là thơm và dễ chịu. Khi mà các bạn vuốt như thế này thì mùi của nó rất là thơm. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.